Thì sẵn đây cũng xin anh Bằng chưa chưa tới thì mình cũng chia sẻ luôn rồi sắp tới này chúng ta bầu đại biểu hội đồng nhân dân ba cấp và đại biểu quốc hội, thì đây cũng là một trong những cái nội dung mà cái đám chống phá nó xuyên tạc rất là mạnh. Cái này nó liên quan đến vấn đề dân chủ. Thì cái đợt bầu cử này ở Việt Nam có dân chủ hay không, nó thể hiện ở cái đợt bầu cử này. Các bạn thấy các bạn có quyền, ai cũng vậy hết, tới tuổi và đủ tiêu chuẩn để đi bầu thì các bạn sẽ được cầm lá phiếu và đi bầu những người mà các bạn thích, đúng không? Chỉ cần các bạn thích thôi, còn các bạn cũng không hiểu được về họ, quá trình công tác này kia, nhưng mà các bạn thích, các bạn sẽ bỏ lá phiếu cho người đó. Đó là gì? Đó là dân chủ, đúng không? Mà cái dân chủ này thì nó không khác gì những cái nước phương Tây, các bạn cầm phiếu và bầu. Thì ở đây chúng ta có hai cái hình thức dân chủ, một là dân chủ trực tiếp và cái dân chủ đại diện. Thì ở đây cũng xin nói thêm, dân chủ trực tiếp là sắp tới đây nè, chúng ta là người cử tri cầm lá phiếu trực tiếp bầu cho cái vị đại biểu quốc hội đó, hoặc là vị đại biểu hội đồng nhân dân ba cấp đó, Tức tỉnh, là huyện, người xã. đại diện cho mình. Đúng rồi, cái đó là mình bầu trực tiếp thì gọi là dân chủ trực tiếp, còn dân chủ đại diện có nghĩa là một cái quá trình 5 năm của cái vị đại biểu quốc hội đó, họ là cái người đại diện cho mình nè, họ đưa ra những cái quyết sách đó, chứ mình không có trực tiếp nữa. Bởi vì những cái không phải cái việc gì chúng ta cũng làm trực tiếp, bởi vì một khi mà đã thực hiện cái việc bầu cử trực tiếp thì nó cần đến cả cái xã hội này tham gia. Cho nên đó gọi là dân chủ đại diện, có nghĩa là chúng ta bầu rồi thì cái người đại biểu hội đồng nhân dân đó đại diện cho chúng ta để thực hiện những cái quyền công dân thay cho chúng ta, đó là dân chủ đại diện. Là hai hình thức đó, trực tiếp là sắp tới chúng ta làm nè, ai nói không có dân chủ thì cứ tới phường xã nơi mình ở đó cho yêu cầu đưa tôi cái phiếu tôi đi bầu, ai dám không đưa cho các vị đó. Lúc đó các vị nếu không có, các vị mới nói là không có dân chủ, còn các vị đi bầu, các vị Anh vô, các tâm vị sự thích ai các vị gặp, các vị không thích các vị gặp, rồi các vị thích ai các vị để tên người đó các vị bầu. Đó là cái gì? Là dân chủ chứ là gì? Vậy bên Mỹ nó có khác gì không? Bên Mỹ thì các vị bầu cho Trump hay Biden thì các vị cũng vậy thôi, đó là dân chủ ha. Còn không hiểu dân chủ thì đừng bao giờ lên tiếng. Rồi trong cái bầu cử quốc hội thì có thêm một cái, có nghĩa là quốc hội Việt Nam họ là những cái người tập hợp những cái vị đại diện, chúng ta hay gọi là cơ cấu đó, đại biểu cơ cấu. Ở đây cơ cấu không có nghĩa là đảng sắp xếp ông này phải vô cái cơ cấu, chúng ta phải hiểu được cái từ cơ cấu nó như nào. Cơ cấu ở đây có nghĩa là mọi thành phần trong xã hội phải có cái người đại diện trong quốc hội. Ví dụ cái người đại diện đó là đại diện cho tầng lớp nông dân, người khác thì đại diện cho tầng lớp công nhân, rồi trí thức, rồi quân đội, các rồi là tỉnh văn thành, nghệ sĩ các dân tộc, đầy đủ tôn giáo, các rồi công an, quân đội, nói chung là tất cả các thành phần trong xã hội đều có mặt ở trong cái quốc hội đó. Đó đó là cái nguồn ngũ cơ các cấu. chức sắc tôn giáo Tôi đấy là cơ nói cấu. xuyên tạc cả cơ cấu là do là đảng cơ cấu rồi, đảng cơ cấu rồi cho nên là bầu bán không có dân chủ, nó không có hiểu cái từ cơ cấu đó. Bởi cái tụi này nó đâu có biết cái gì đó, nó nghe người khác nhồi cái sọ đó rồi xong rồi nó lên nó Facebook lên nó ẵng như đúng rồi, thật sự không hiểu gì hết đó. Nghĩa là khi một cái bộ phận quần chúng trong xã hội đó họ có tâm tư nguyện vọng gì thì họ thông qua cái vị đại biểu đó và vị đại biểu đó để đạt đến quốc hội đó. Đó nó mang cái tính gì? Công bằng cho mọi tầng lớp nhân dân, kể cả những cái người mà yếu thế giống như nông dân hoặc là người lao động đó. Khi mà người nông dân đó họ ở cái vùng ví dụ như ở miền Tây họ bị ngập mặn thì họ sẽ tiếp xúc cử tri đại biểu quốc hội, họ đề đạt là bây giờ nhân dân chúng tôi thiệt hại như vậy đó, thì yêu cầu đại biểu quốc hội đề đạt nguyện vọng của chúng tôi lên quốc hội, lên những cái cơ quan mà có trách nhiệm để họ có cái phương án giúp cho người dân không bị gọi là thiệt hại nhiều đó, hoặc làm những cái công trình gì đó ngăn mặn cho dân đó. Đó là cái cách mà chúng ta đang thực hiện dân chủ đại diện. Các vị không hiểu gì hết nhưng mà lên ẵng như đúng rồi. Lúc nào chúng ta đây là khôn lắm, khôn mà tại sao qua bên bên Cali 46 năm làm cu li bên đó, khôn thì về lật đổ cộng sản đi. Đấy. Đó, Cho xin nên chúng lỗi nó đấy các vị không có khả năng là người miền Bắc thì là
vào bưng bô cho Bắc Cộng, nhưng mà ông này nói giọng Việt Nam lại bưng bô. Ở trên diễn đàn Anh Bằng này 50% miền Nam. Xin thưa. Rồi cái diễn đàn của anh Thơ Quang này kia toàn dân Sài Gòn không đó. Rồi Duy Nguyễn đó, Duy Lực Viên Ba Cụ đó. Duy Nguyễn, Duy Lực Viên Ba Cụ đó bây giờ tài sản mấy chục tỷ, cả trăm tỷ rồi đó. Bây rồi, giờ okay. Thêm bà Hằng Đại Nam nữa. Rồi anh cảm ơn. Nó rồi, cảm ơn anh. Có Minh Hùng Vũ với anh với anh Bình Tâm Nguyễn xin lên. Rồi anh cảm ơn em. Rồi anh Bằng. Và các anh chị em diễn đàn đã lắng nghe. Chào anh. Trước khi vào diễn đàn thì em chào hết anh em ký lợi chỗ anh Bằng. Thì để em hỏi A Quy cho nó trả lời thử hả? Là bầu cử. Mấy vấn đề khác thì nói sau, giờ nói trước cái bầu cử đây.